khát vọng vươn xa, bao gian khó ta vượt qua, những ngày tháng cùng thử thách bước chân ta, gửi cho niềm tin sát cánh doanh nghiệp Việt Nam cùng thời đại mới. Giải pháp luôn ưu việt, kết nối khắp hành tinh. Niềm tự hào của chúng tôi mở lối những thành công. Bay ra ngoài đại dương gió mát, bay lên bầu trời xanh bát ngát. Trong ta còn bao nhiêu ước muốn, cùng chắp cánh bay cùng Việt Kinh Travel. Chúng tôi mời đón những thành công, bay ra ngoài đại dương gió mát, bay lên bầu trời xanh bát ngát. Trong ta còn bao nhiêu ước muốn, cùng chắp cánh bay cùng Việt Kinh Travel. Chung tay mình cùng nhau tiến bước, chung vai cùng vượt lên phía trước, tương lai ngập tràn bao. Buổi lễ tặng quà của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và công nghệ Việt Nam, thương hiệu Việt Kinh Travel. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý, trẻ em luôn là những người mà chúng ta dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm nhiều nhất. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Vâng, đúng như vậy, ngày nay khi đất nước càng phát triển thì thế hệ mầm non ấy càng được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương. Nhìn thấy những nụ cười của các em, một cử chỉ đáng yêu cũng đủ lòng ấm lòng chúng ta. Thế nhưng trong xã hội đang còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, tất cả chúng ta có mặt trong chương trình hôm nay đều mong muốn mang tình yêu thương của mình để làm vơi bớt phần nào khó khăn mà các em thiếu nhi đang gặp phải. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và công nghệ Việt Nam thương hiệu Travel, ông Mai Hoàng sẽ thay mặt cho công ty lên giao lưu với các em học sinh, phát biểu ý kiến, phát biểu lý do có mặt, công bố trao tặng quà. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Chỉ là đại diện của chính quyền địa phương, kính thưa ông Nguyễn Thành Bàn là hiệu trưởng nhà trường, thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường tiểu học Cộng Đồng, kính thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Đầu tiên thì rất là cảm ơn các thầy cô giáo trong nhà trường tiểu học Cộng Đồng đã giúp đỡ kết nối tôi có cơ hội được đứng ở đây để giao lưu với tất cả các em học sinh và trao những phần quà đến các em.
Thế thì sau đây thì cũng muốn xin phép nhà trường và các vị đại biểu tôi được phép được giao lưu với lại các em học sinh chút xíu. Thế thì trong hành trình kỷ niệm chuẩn bị cho kỷ niệm 8 năm ngày thành lập công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và công nghệ Việt Nam, thương hiệu là Việt King Travel, thì chúng tôi có rất nhiều các hoạt động khác nhau. Trong đó thì có hoạt động từ thiện ở nhiều nơi, trong đó thì có đặc biệt là Phú Thọ. Thì rất nhiều nơi nhưng mà tại sao lại phải chọn Phú Thọ mà cụ thể chọn xã hội Hậu Bổng? Trước đây khoảng 20 năm thì tôi cũng là học sinh của ngôi trường này. Và lúc bây giờ thì toàn bộ những cái đường này tôi còn nhớ là được đất, là chào cờ ở góc phía bên này cơ. Thì quay trở về đây thì cảm thấy rất là xúc động. Đây có lẽ là lần thăm chính thức sau hơn 20 năm quay trở về trường. Thế thì khi mà làm việc ở Hà Nội thì tôi luôn luôn nghĩ về cái quê hương và mong muốn là sẽ đóng góp một cái điều gì đó nhỏ bé, công sức của mình cho địa phương của mình. Chính vì thế mà trong cái chuyến đi lần này thì chúng tôi đã quyết định tổ chức một cái chuyến về thăm quê hương và sẽ trao quà cho các bạn học sinh ở quê mình. Cũng mong rằng là sau sự kiện này thì sẽ thu hút được thêm nhiều những cái doanh nghiệp khác trên khắp cả nước để hỗ trợ cho những học sinh, những địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tràn bao ước muốn, nhịp bước khắp nơi cùng Việt King Travel.